con à, tiếng hát của những học sinh, cái học sinh của thời trường của ông học chuyên huyện đấy con ạ. Đúng rồi con, ngày xưa ngôi trường này ba con học ở đây, ngôi trường này ngày xưa có 19 lớp và một khu nội trú. Ngoài ra còn có cả một bài đồng giao về 19 lớp và khu nội trú này, con muốn nghe không? Có. Con muốn. Nàng xinh duyên dáng, tuổi thì